get, gotta get, get, gotta get, get, gotta get, get, that boom, 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 that boom, 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 yep, yep, got to hit the beat the block, you get that bass on below, I got that rock and roll, that future flow, that digital spit, next level visual. Top 2 trên DS là được. Chào anh em nhé. Hello, chào anh em nha, chắc em tôi chơi game với mẹ nha. Xem anh như nào đã. Chào anh em ơi. Lên mà có còn bao giờ sát tự thôi mẹ, mình không có thời gian, thành thời gian đánh trống kim không có nữa anh em ạ. Khổ vãi lìn bị mẹ suốt vẫn đam mê, thời gian đánh trống kim không có mà vẫn đam mê anh em ạ. Tìm bọn F0 xin nó Covid là bác có thời gian thì là thôi. Dung Trần đừng chọc vậy chứ. Chết đấy, công an việc làm chết đấy, không được đâu. Ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc qua em cho ít. Thôi bác cầm mà xả đi. F0, F1 thì cầm mà xả đi anh em, mình không cần đâu.
Ok, chỉ cho anh em ít chiêu nhé anh em. Này, đầu tiên là anh em phải để kết hợp nha anh em. Đầu tiên là anh em phải để kết hợp. Với là cái nếu mà anh em không có cái code mà để ngồi á thì anh em nhìn vào đây nhé. Đây mình để cái code trên màn hình này. Đấy anh em đánh y đúc vậy cái code. Đấy, mình paste cái code vào trong chat cho anh em rồi đấy. Đó. Bỏ vào trong cái dưới cái thanh này đó. Đấy là anh em ngồi được nhé. Đấy ngồi này, lag vị trí này, chạy lên đánh ngồi nó giật lại, bây giờ ngồi nó giật lại. Đấy chạy lên ngồi nó giật lại, bây giờ nó cũng vậy. Anh em phải ngồi được đã, ngồi được thì mới chém được. Ngồi xong mới chém anh em ạ. Chạy lên cái, ngồi xuống xong mới chém anh em. Đó, con Londa là 3 chữ vậy nha anh em. Ngồi xong mới chém. Chạy lên ngồi xuống xong mới chém. Đó, nếu anh em tập được như vậy thì mới được. Còn anh em nếu mà anh em chưa tập được là chưa được. Nếu mà anh em chưa tập ngồi chạy lên xong ngồi xuống như vậy là chưa được anh em ạ. Vừa đi vừa ấn V, đúng rồi, vừa đi vừa ấn V nha anh em. Nốt V của anh em phải mờ đi thì mới được. Còn nốt V của anh em mà không mờ là chưa được anh em ạ. Đó, anh em cứ đi cứ bấm nốt V là rồi chắc chắn được luôn anh em ạ. Nhưng mà điều quan trọng nhất là anh em phải có kẹt màn hình nhé anh em. Chơi game này không có kẹt màn hình là phế vãi lìn luôn. Máy của anh em phải có kẹt màn hình. Vô máy cú giao tranh là cứ giật. Anh em thấy mình có kẹt màn hình, mình vô máy cú giao tranh mình đâu có sợ thằng nào đâu. Tại vì nó không có giật anh em ạ. Nếu mà anh em không có kẹt màn hình là toàn. Mà anh em phải có kẹt màn hình nha anh em. Cấu hình yếu thì cấu hình yếu của game đã yếu nhưng mà không có kẹt màn hình là không sao anh em ạ. Đó, ngồi xuống xong chém thiết. Thoải mái luôn anh em ạ. Thấy anh em thấy mình đánh ít bơm ít máu không? Mà vẫn đánh chết mạng. Khải đánh bơm nhiều máu á mà không chết mạng nhiều. Đó, bởi vậy anh em cứ học theo mình. Đấy, chạy ra xong ngồi xuống. Mình bơm rất ít máu nha anh em. Bơm ít máu nhất là có thể. Tại vì cô đơn đeo mà bơm nhiều máu quá thì còn đường còn đâu mà đánh. Cái địt mẹ kìa. Đấy. Một ngày,
Anh em xem mình đánh với Khải đánh khác lắm. Mình đánh mình giữ máu tốt lắm. Nếu anh em không giữ được máu á thì chả bao giờ đánh được con lôn anh em ạ. Đấy, nãy giờ mình bơm được có 5 bình bao nhiêu. Bơm máu rất ít anh em ạ. Chào anh em nhé, chơi em bữa tới chơi game vui vẻ nha. Đấy, lắc đã độ và không ăn là biết là tắc đã độ rồi đấy em. Nhắm mà anh em thấy không mất máu á, là bị lắc đã độ nha anh em. Không mất máu, không mất mana. Đi, lại đừng ngon nữa, xoáy mình. Qua mình bận mấy anh em, là qua mình bận đi làm. Anh em thấy mình đánh ít mất ít máu không? Khải đánh tí hết mẹ hết rương, 2 phút chưa đánh 20 giây hết mẹ rương máu. Solo nào, solo. Mình thấy cả đánh mà phải bơm máu nhiều quá thì còn máu đâu đấy. Đánh bơm màu ít lắm anh em ạ. Và mình vẫn trâu. Bơm màu ít mà vẫn trâu anh em ạ. Chứ đâu phải mà bơm máu nhiều là hay đâu. Mình chết là do phản đam nhiều.
Đấy, bạn đam. Phản đam chứ không phải ra hết máu anh em ạ. Địt mẹ. Phản đam. Đấy anh em cứ chạy ra anh em ngồi xuống cá anh em xả. Đó là cách bị cái con lôn. Ta tại hết auto đi nha anh em. Không có xài auto. Còn đã không có xài auto. Bỏ vào phím thằng xả thôi. Anh em đánh auto không bao giờ anh em top được. Chắc mình chắc luôn với anh em 100% á. Tắt hết auto đi anh em ạ. Không thì anh em cứ lao vào bụi không thì đánh đấm gì. Đúng rồi, sao tu lắc vị trí, vừa lắc vị trí vừa đâm đầu vào cột thì đánh đấm gì anh em. Mình không có sao tu nha, mình đánh 4 năm nay mình chưa bao giờ mình sao tu một ngày nào. Chưa sao tu một ngày nào đấy anh em. Anh em sao tu là dở. Honda không bao giờ đánh auto anh em ạ. Nghe anh em thấy mình đâu có lao vào bụi đâu. Mình kết hợp với ngồi xuống anh thấy đâu có bao giờ vào bụi bây giờ. Ít khi vào bụi đó. Ba vài trái nha, trả tối nhỏ nha. Còn sống hay đã chết. Anh em thấy chạy lên cái mình bị giật lại không? Đó là mình ngồi xuống nó bị giật lại. Đó là cái cách BK của Londa anh em. Phải chạy lên cái giật lại thì mới đúng. Đó. Chứ không phải lắc nha anh em. Lắc không đúng. Đó, chạy lên xong rồi ngồi xuống thì nó giật lại. Đó là lắc là độ. Nhưng mà anh em biết cách BK thì
cái mình chữa được cái đấy thôi. Dễ lắm anh em ạ, Colonda đánh dễ lắm, không khó đâu. Anh em biết ngồi này, biết bỏ auto đi này. Bao luôn cái top tổng kim anh em ạ. Trận nào cũng top luôn. Mình hát chấp một nhận chấp chấp nó bao nhiêu điểm được. Chắc chắn top luôn anh em ạ. Cú luôn tổng tộc. Vợ vẫn cho đánh, đứng nghe vẫn cho đánh. Vẫn cho đánh anh em ơi. Anh em mới tập ấy thì đứng ở sau đánh thôi, còn mình thì toàn lên đầu mình đánh à. Mình hổ báo á. Anh em thấy mình cộng điểm không? 400 lơ sức mạnh luôn. Chết bỏ anh em ạ. Mình biết là phản đa nhưng mà thôi kệ. Đánh cho sướng, đàn to cho sướng. Nếu anh em mới chơi đang tăng sức mạnh 250 thôi. Phản đam cho ít cho nó đỡ. Lên đầu đánh thì phải được nhiều mạng anh em ạ. Còn đánh ở dưới ấy, nó ăn hết mẹ là còn đâu đánh. Nhưng mà anh em mới tập thì anh em nên đánh ở dưới đỡ chết nhiều. Đánh lao lên như một vị thần. Rửa bát cả tháng được ít kim, tháng hôm 3 đi 300 kim vã lìn. Chờ ít thôi. Khổ vợ khổ con anh em ạ. Không ăn mẹ. Không, Nam bây giờ nó lo bán xe, nó không chơi nữa anh em ạ. Chắc phải có quỹ đen này. Đấy, chạy lên ngồi xuống, chạy lên ngồi xuống, anh em cứ tập chạy lên ngồi xuống là ok.
bao top đóng kim luôn anh em ạ. Bơm máu ít thôi, phản đam chết thì nó vẫn chết, anh em cứ bơm máu vừa là được. Trăm 49 này chết 9 lần. Này mình đánh chậm á, chứ thường thường 20 phút là mình gần 200 mạng rồi. Khi nào anh em đánh lên được gần 400 mạng á là anh em thành công á. Colonel down một trận phải đánh được gần 400 mạng anh em ạ thì mới đúng. Ơi, có ai donate cho mình đấy kìa. Donate Tuấn nhỏ. Cảm ơn Tuấn nhỏ nha. Chúc A8 phần 3 vui vẻ, xinh đẹp dạ, luôn mà. Cảm ơn em nha. Chúc em 8 tháng 3 vui vẻ nha. Ngày của đàn ông thì không có, mà ngày đàn bà ta thiếu nhiều quá. Khổ quá anh em ạ. Mới 14 tháng 2 giờ 8 tháng 3. Mẹ tốn kém vãi lìn anh em ạ. Đây phần đam. Tớ nhỏ lại lấy quý đen của vợ đi donate rồi anh em ạ. Ôi, ăn lì lắm. Ô, đáng nghi mấy con giời. Yêu đương mới tốn anh ạ, à, vợ con rồi thì tặng gì nó cũng chung cả. Chưa chắc nó đập bàn đập ghế anh em ạ. Sợ lắm. Quả cái gì cho vợ chưa mà ngồi bê ken như đúng rồi hả bạn Hải? Cho rồi anh em ạ. Vợ mua cà mua hoa cho vợ rồi anh em ạ. Không mà ngồi đây được à? Nó tát cho vỡ mồm anh em ạ. Bảo Ngọc kia mới đại gia hả? Mình biết đâu. Ý, thay em. Ít nữa nó đứng một đống này. Ra thay game tặng thêm vợ thêm một món đấy nha. ok.
Má cắt cung cung nó qua đường môn rồi anh em ơi, thả nào đi phụ. Nó cắn này. Cung cung nó đứng nó cắn mình. Đây kia với sói hay thế, các cung cung nó là chuyên đi dạng đi chạy server, nó đi theo anh em ấy, anh mình nghĩ là nó sắp sửa nó đổi server khác rồi anh em ạ, nó đi cày tiền mà anh em, dân cày tiền. Bữa thì cái vang, giờ thì nó là 201 mà mẹ rồi anh em ạ. Đường môn 36 full. Thế mình cũng bị vợ nhắc tạo hàng bao nhiêu bơ thì có sao đâu hả. Mình mà bơ thì nó đập bàn đập ghế nó cho nhịn luôn anh em ạ. Cho nhịn lên anh em ạ, đừng nên như thế. Colanda ít người bắt lợi hả? Không kia, Colanda một ạc mình vẫn đánh, anh vẫn đánh được mà, anh vẫn chơi cho vô một ạc mà, đánh được hết anh em ạ. Anh em có thích chơi nó đông hay là thích chơi ít thôi, đánh được hết, mình thấy đánh được hết. Ok, tôi có hàng xin nắp anh em, bên đấy có hàng xin nắp mà. Bên đấy mình kỳ cày không chịu nổi, mình hết thời gian, không có thời gian cày bên tú mà lò nữa. Để mua ạc thôi chứ anh em ơi, chịu không nổi, không có thời gian. Nên thôi, kệ, mua ạc cho nhanh. Chào 15 anh em nhé, chúc anh em buổi tối chơi game vui vẻ nha. Đấy, anh em chạy ra ngồi xuống phát, xong rồi xả, tắt auto đi. Đấy, chỉ có dễ nhất là đánh Colanda, dễ nhất là vậy đó anh em ạ. Anh em đừng bật auto, mình nói là anh em đừng bật auto. Đừng bật auto, đừng bao giờ bật auto. Đừng bật auto tự đánh. Là 100 anh em, 100% anh em lên top luôn, top 1, top 2. Vô luôn đi mấy con rời. Hết phi tốc lạnh bài. Đấy. Vừa hết phi tốc lạnh bài thì đường môn nó xoáy mình.
Ok, đổi cái nhạc khác rồi. Bên nó thả chịu 225 hết 30 phút rồi. Con lôn đao không cần giữ lên chảm đâu anh em ạ, lên chảm nó cũng không có liên quan gì đâu. Anh em giết được đại tướng hay là phó tướng nhiều nó mới quan trọng anh em ạ. Chứ liên chạm đâu ăn thua. Anh em giữ được máu là một này, giữ được máu là một. Anh em đánh sao mà giữ được máu là một. Tại vì con luôn mà thường đánh mà không giữ được máu á, thời gian đâu về mua. Không không không, mình đợi con đôn, có con đôn mình mới mua chứ mình không có thử tấm kim đấy đâu anh em ạ. Mình đánh là mình phải có đầu tư đàng hoàng chứ, đầu tư lắc lủng đàng hoàng chứ, mình đánh vậy đâu có anh em xem nó không sướng. Mình muốn anh em đánh anh em xem nó sướng ấy. Chứ cầm thiếu 5-6x đi đánh tống kim sắp cắt cũng được. Thôi à, mình đánh con đào giết người cho sướng. Đi, mình muốn lắm đấy. Đi phụ các cung cung chịu anh em ạ. Auto kim yến bảng một nhồi thuốc. Nhồi thuốc cho cái số vào, mình bỏ vào số 4 ấy. Cho số 4 vào. Nó ăn một phát ăn hết tất cả luôn. Chứ thôi thời gian đâu mà ngồi bấm lắc nữa anh em. Sướng hay không cho bác đánh thôi, anh em vẫn hóng. Mình chỉ đánh tông kim thôi anh em ạ. Cuộc đời mình chỉ đánh tông kim thôi, còn lại bang bổng đi bỏ hết. Mình cũng chả có thời gian mà mẹ đi bang bổng.
Anh em có thời gian thì anh đi với anh em đi mang bụng, còn mình chịu. Sao kìa, sao? Nãy giờ chết hơi nhiều anh em ạ. Mình trước giờ mình đã chơi được môn bom anh em ạ. Nhưng mà giờ được môn bom nó không chơi chơi nữa, mình đổi qua đánh con lôn đào. Chết trước là mình thích con đánh được môn bom anh em ạ. Nếu anh em nào mình xem mình ở server Thành Đô á, mình là mình chuyên chơi được môn bom. Đánh được môn bom đến nỗi mà mẹ admin nó phải sửa luôn. Phải tắt luôn được môn bom anh em ạ. Sợ quá. Toàn chưa mới cái phái oái ăn không anh em ạ. Mình là mình coi vườn, coi vườn mình chứ. Có vườn, có nuôi nông trại nữa anh em ạ. Nuôi chim cút anh em ạ. Cuộc sống khó khăn vãn đỉnh. Em cũng thích chơi được môn bom, hồi chơi Vina Game hơn Trung Nam và Tống Kim lúc cấp nhỏ chỉ đặt hoa bom hỏa. Ừ đúng rồi, đặt bom vui mà. Nhìn người chết nó vui á. Nó dám vào bom của mình, nó đi nó không để ý. Mình thích chơi được môn bom mà giờ nó server nó không còn nữa. Chịu. Đam về đam mê võ lâm nhưng công việc chính là nuôi chim cút lộn. Đúng rồi đấy anh em, đúng rồi, là chính xác. Nên bang bụng thôi chịu thua anh em ạ. Anh em có thời gian như mình không? Đánh Tống Kim còn có ngày đánh được, có ngày không anh em ạ. Đâu phải ngày nào cũng đánh được đâu. Ừ, mình đặt bom hôm bữa anh em, nếu mà xem mình xem được server Đại Trung Nguyên mình đặt bom cho anh em xem á. Đặt bom qua tiếng vãi lìn. Đặt vậy gọi là đạt chứ anh em.
Hồi chơi server lộn năm 2013 vẫn có được môn vo bình thường nghỉ bằng một thời gian. Chơi lại mấy server không server nào có bom. Đúng rồi, bây giờ không có server nào có bom đâu anh em ơi. Có bom người ta không chơi nên admin nó phải sửa lại hết. Chào chào Tuấn Trần nhé. Ôi giờ lâu lâu quá. Lâu quá không gặp Tuấn Trần. Vô mà ăn xóa nó đi chứ. Các cung cung. Hôm trước anh bảo chuyện chuyên đi thương họ nên cầm đao kiếm quen tay hơn nào. Hôm nào RV chạy cút lộn review nữa hả? Thôi bản thiểu lắm anh em ạ. Thôi có gì đâu review. Bữa nay chơi chim nên bọn làm về cho chim có ăn nên à chơi chim. Lại còn vậy nữa anh em. Chết 18 lần. Không biết lên được 400 mẹ không anh ạ. Nam độc bùa đừng môn cưa. Nam độc nó nhồi cái ở mẹ nó ra nó xả một phát mình một phát một mẹ đéo kịp. Ông có nuôi tiểu mi không? Vào tôi tặng con tiểu mi là tiểu mi là cái gì anh em? Chim à? À, các con cưa thôi chạy đi mẹ, gặp các con cưa mà chán. Các cung cung nó xoáy cho mình đéo chạy nổi. Vậy là không biết tôi chi là chắc nơi bướm không.
Anh chạy vào đèn này 319. Mười sáu phút anh em ơi, nuôi chim còn không đủ nuôi bướm thì khó đó. Đúng rồi, nuôi chim còn chưa đủ này, em lấy nuôi bướm ấy thì nhẹ. Ít để phản đang không. Khả chơi với cái cái gì? Khả con nôn đau anh em ạ. Cũng học của mình chiêu, anh chỉ cho nhiều chiêu á. Hôm nay chắc chỉnh lại cách bơm máu rồi, chết ít rồi. Hôm qua bơm máu thì cứ ra cái hết nghẽ nửa rương, đánh đấm đéo gì nữa. Hôm nay đánh hay rồi anh em ạ, hôm nay Khải đánh hay rồi. Ai gọi điện thoại nhỉ? Em mỗi ngày còn chờ mong một phép kỳ diệu.
387 mạng anh em ơi. Nãy giờ tắt mic. Chào anh em nhé. Chúc anh em buổi tối vui game, chơi game vui vẻ nhé. Còn mấy anh em trung thành chơi với mình suốt. Lúc này cũng chỉ có 10 anh em coi thôi anh em ạ. Kệ thôi, mình đánh cho vui mà. Nó quan trọng người coi nhiều hay ít thôi anh em. Có anh em coi là vui, có 1-2 người coi. Hồi xưa mình coi mình đánh chỉ có đúng 1 người coi đấy cơ. Solo mày. Trước đúng rồi Tuấn Trần trước có lỗi tôi phải không? Không thấy ai đâu. Chả có ai nữa, còn ai đâu. Chính xác là Tuấn Trần là đúng rồi. À đêm rồi. Ờ vậy à. Có nhiều anh con anh em coi mà ít comment, mình không có biết là đang coi hay không anh em. À. Mà thường chỉ có 1-2 người coi à. 1-2 người coi mà mình vẫn đánh cho anh em xem. Cống hiến hết mình. Không ăn được xoái nó anh em. Trận này thua, không ăn xoái nó thua. Âm thầm, pha trần, chào pha trần nhé. Ủa toàn anh em âm thầm không mà. Ít khi comment mình cũng không biết là anh em coi hay không nữa. Tại mình cũng không có quảng cáo kênh nữa. Có anh em coi theo dõi mình. Không, trận nào cũng được 10 anh em vô coi. Hay lắm. Vậy cũng ok anh em ạ. Trận nào cũng được, hầu như là trận nào cũng được 10 đến 15 anh em coi. Bây giờ hồi xưa thì chỉ có 2 đến 3 anh em coi thôi. Giờ được cỡ 10 đến 15 anh em vẫn coi mình hàng mình lên cái là coi. Hay. Mà mình chả biết là ai. Tại vì cũng không có kem comment, mình cũng không biết là ai.
Ừ, đúng rồi. Đợt này đông á. Toàn anh em quen ủng hộ phía sau, nắm đầu ủng hộ sao đít quen. anh em ủng hộ là vui rồi anh em ạ. Có anh em vô xem là vui. Mười mấy anh em chữ ít à? Mười mấy người á? Không ít đâu, mười mấy người á. Damn. 18 người đang xem à? Ờ, bên mình đang có toàn fan cứng. À, 18 người. Khả đánh hôm nay đánh hay rồi. Hôm qua mình thích Tống Kim nên hay xem. Ồ, cảm ơn bạn nhá. Nguyễn Thế Nhuần nha, cảm ơn Nguyễn Thế Nhuần nha. Đấy, Nguyễn Thế Nhuần là người mới này hay sao mình không biết, là ít khi comment đây mình cũng không biết là ai nữa. Còn mấy em như là Tuấn Trần, Tuấn Nhỏ, Pha Trần hay gì hay comment đây mình biết. Đường môn không kìa. Đấy, đường môn kìa. Có ai fan mềm không? Fan cứng không? Là những ai fan mềm không? Còn 25k. Cảm ơn anh em nhiều nhé, cảm ơn anh em đang theo dõi nhé. Chúc anh em ngày 8 tháng 3 bên vợ mình, bên bạn gái mình vui vẻ nhé. Bây giờ mới là hiệp phụ, tí nữa mới vô hiệp chính anh em ạ. Tí nữa vô hiệp chính anh em ạ.
chưa có vợ cũng không có bạn gái là sao kỳ đấy, kiếm đi chứ. À để vậy. Ba mươi bốn mươi hết rồi anh em ạ. Kiếm đi là vừa rồi. Bên này nâng cấp ở nó mới lại event nữa, nâng cấp hơi nhanh anh em ạ. Bạn bị gà nó lừa chơi, nó chơi xong nó bỏ được khổ lắm rồi. Kiếm người khác, khi nào kiếm được người thì thôi. Giờ mà chưa có là có vấn đề là đúng rồi. Bốn trăm năm mươi sáu mạng anh em ạ. Kiếm em nè, vì vô kiếm em kìa anh em kìa. Nè vì kìa, đấy nè vì đang kiếm em kìa. Bốn trăm năm mươi sáu mẹ chết 28 lần anh em, nên trả 50. Hôm nay thì không có phá kỷ lục gì hết. Hôm nay là vẫn là 489 mạng anh em ạ, cao nhất 139.000 điểm. Liên trạm cao nhất là 192 vãi lịch. Em chơi xong em không bỏ đâu kìa. Tuấn Trần nó đang cần kìa. Đây cho anh em xem lại đồ nhé, anh em xem lại đồ, vẫn là đao độc sát anh em ạ, top 20 độc sát 25, sát thương 54, kháng lô 15, dây chuyền kháng tất cả 6, kháng 30, đó. Dây chuyền đang nón kim, nón kim sinh lực 136. Ơi chàng Nguyễn Tăng Hiệt nhá, mẹ vừa coi không coi vô bài sớm thế anh. Kẻ áo củi vậy, coi chàng yên lặng nãy giờ chú Tăng nghe thầy giảng. Ôi rồi vãi lìn. Anh gà cần gì phải coi đâu, anh gà cho một cái ạc vô mẹ. Chạy server hình thôi là cũng được chết rồi. đợi server anh gà sau công thành chiến đấy nhá, đang đợi server anh gà sau công thành chiến đây. Nhẫn này là cái này sức mạnh thôi, không có gì. Đó. Đang đợi server anh gà anh em ạ. Đấy, đây bảng điểm này. Anh em còn hỏi em được tay 4K1 nha anh em. Đi với Thiếu Lan là 4K1. Đi với Thiếu Lan là 4K4. Đó. Đánh khắp thế gian. Đánh khắp thế gian không đối thủ còn đợi hả? Vẫn phải đợi chứ, vẫn phải đợi. Phải lên phải lấy cái bảng này anh em ạ. Phải qua server anh gà lấy cái bảng này. Anh gà không bỏ được cái 664 này đi là nhìn nó hãm quá.
qua sân vua ăn gà lấy cái bạc đã. Này đánh được 456 mẹ, chia 28 lần. Top 1 con Londa, top 2 con Londa, top 3 đừng mua nọ, top 4 con Londa, top 5 không biết, top 6 là Nga Mi kiếm, top 7 là Thiên Nhẫn, top 8 là Võ Đan, top 9 là đường môn, top 10 là côn đôn khí. Đó. Ok nhá, thôi chào anh em nhá, chúc anh em buổi tối chơi game vui vẻ nhá. Hiện anh em bằng ngày khác nha anh em, ngày mai mình sẽ không đánh, ngày mai mình bận đi làm. Ok nhá, chào anh em nhá, bye bye anh em.